Weyo, ta chị Hảo, xin chào anh em nha, quay lại kênh mình là WZ đây, khai anh em ơi. Thì hôm nay, Garena thì hôm gà cũng có ra cái quay lại cái skin mà 1887 vũ trụ hủy diệt nâng cấp nha anh em. Đấy, anh em thấy chưa, ôi trời, Garena lại quay lại, lại hút máu anh em rồi. Ok, thì bây giờ video này mình sẽ test cho anh em cái khẩu vũ trụ hủy diệt này ở OB39 nó còn mạnh hay không. Đấy, anh em cho anh em xem, đây mình đã nâng lên level 7 rồi nha. Đấy, thì OB39 này, chỉ số của vũ trụ hủy diệt thì nó bị giảm sức mạnh lên mà. Nó bị giảm sát thương tối thiểu, bị giảm 10% và phạm vi sát thương tối thiểu nó bị giảm tận 25% anh em à. Úi dồi, bị giảm 10% sát thương và nó bị giảm cái tầm xa tới 25% luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào test cho anh em xem luôn nha. Lại thứ 7 nữa rồi anh em ơi. Hôm nay Đây Khang lại tiếp tục mua nick cho anh, tặng cho anh em nha. Ấy thì Đây Khang, đấy lên shop của Đây Khang.vn mình sẽ mua nick random nha anh em. Đấy, mua ngẫu nhiên này. Ok, mình sẽ úi dồi mua nhanh gọn lẹ luôn anh mà. Đấy, chỉ có giá 50k thôi. Ok, mua nhanh gọn lẹ luôn nè. Ok, đây tài khoản mật khẩu anh em ơi. Đấy, ok, thì anh em nào nhanh tay thì mình mua hai nick thôi nha. Mình sẽ tặng cho hai bạn nhanh tay nhất có thể. Bạn hai bạn nhận được hai cái nick này nha. Ok, các bạn nào xem video hay xem đầu của Đây Khang thì sẽ nhận được hai nick này thôi. Ok, gắn nhanh tay nha anh em. Đây, mình sẽ đăng nhập vào cái nick đầu tiên nha anh em à. Đấy, mình sẽ vào nick xem có nick ngon như thế nào không, xem hôm nay Đây Khang vẫn may như thế nào nha anh em ơi. Đấy, nick ngon thì mình sẽ tặng cho anh em luôn. Nick cùi cũng tặng, nick ngon cũng tặng, tặng cho anh em tất cả các nick luôn anh em à. Đấy, Đây Khang mới chơi sọt như vậy, anh em mới đăng ký kênh cho Đây Khang. Đây, nick đây, vô nick rồi nha anh em. Đấy, đăng nhập. Ui rồi, đây. Ấy cha, trời ơi, hồi nãy mới lướt qua thôi. Ui, có AK level 4 là ok rồi anh em. AK level 4 là ok rồi. Trời ơi, nick ngẫu nhiên mà anh em 50k thôi. Đấy, anh em có thể mua vào shop Đây Khang.vn, vào cái phần nick random nha anh em. Đấy, 50k thôi. Úi trời, súng thì cũng khá là ok. Thì ok, mình sẽ vào đăng nhập cái nick thứ hai nha. Đấy, mình sẽ show nhanh cho anh em thôi. Anh em nào lấy được nick thì anh em có thể vào xem nick trọn vẹn luôn nha anh em ơi. Thì mình không có nhiều thời gian. Đấy, ok, mình đăng nhập nick thứ hai thôi. Vào thôi anh em à, nhập mã đăng nhập vào, vào thôi, vào chiến thôi anh em ơi. Đấy, nick này có tên gì ta? Tên gì? Tên Quy gì? Tên Boy K Á Đu. Úi trời ơi, Á Đu có sừng luôn nè. Ơi có sừng nhưng mà súng nó không được ngon anh em à. Ấy có sừng nhưng mà chỉ có vài hồng, không có súng nâng cấp anh em. Ấy nhưng mà nick random gì thì quá ok rồi. Ok anh em ơi, quá là ngon luôn. Nhanh tay vào shop Đây Khang.vn xanh nick random nha anh em ơi. Đấy, dạo này mình cũng đưa ra rất là nhiều nick ngon cho anh em vào chơi luôn đấy. Ok, link shop mình có để vào mô tả và comment nha. Đấy, anh em có thể vào shop Đây Khang.vn, có thắc mắc gì nhớ nhắn tin vào shop để mình giải quyết luôn nha anh em ơi. Quay vô, ok, quay những trận solo squad siêu kinh điển của Đờ Khang. Đấy, hôm nay thì Đê Khang lại tiếp tục, không phải tiếp tục mà là quay lại khẩu M187 vũ trụ hủy diệt. Vì sao? Vì Garena mới mở bán lại khẩu vũ trụ hủy diệt đấy mà. Đấy, Đê Khang ấy Garena mở bán lại là anh em biết sao đó, là hút máu. Á, à, cầm 187 là ơi biết rồi. Anh em biết tại sao mình vui mừng như vậy không? Tại vì M187 dạo này khó kiếm lắm anh em à. Đây rồi. Hồi nãy giờ mình chơi ha, mình nhảy gần 5-6 trận mà ngay cái vùng xanh mà không có M1887 luôn em. Đây rồi, M1887 có như vui tư Tết luôn em ơi. Có như có M1887 vui như 30 Tết luôn. Đây trên đây có hai ui thật cái chạy nó muốn rồi. Vậy biết sao chạy không em? Tại mình còn cái 8 viên đạn à, bắn không được anh mà. Bây giờ mình qua đây mình mua đạn với lại mua đạn với lại mua phụ kiện anh mà. Ok, có đạn rồi, có ok. À, mình nghe tiếng nhà của người nào. Thì ok, thì khẩu 187 OB39 này nó bị giảm sức mạnh. Đấy, bị giảm 10% sát thương. Ôi ôi, bắn kìa. Ôi ôi, khẩu này kìa. Ôi trời, bắn kìa em ơi. À, giảm 10% sát thương em mà. Tặng 10% như 7, như biết bao nhiêu OB em ơi. Biết bao nhiêu OB bị giảm liên miên luôn em mà. Cực kỳ là con ghẻ luôn. Ôi, 187 là con ghẻ của Garena em mà. Không có OB nào tăng sức mạnh luôn anh em, toàn giảm thôi. Đấy, toàn giảm tốc độ hay đạn nè, giảm sát thương nè, giảm tầm xa nè. Thì khẩu này giảm 10% sát thương rồi, còn thì giảm thêm 10% phạm vi bắn nữa anh em à. Khi anh em bắn tầm xa anh em nó bị giảm cái tầm xa anh em bắn anh em. À, hay là nó bị giảm khi anh em bắn tầm xa nó bị giảm sát thương anh em à. Đấy, nó chỉ có 1/2 đó thôi. Nó hơi khó chịu một tí nhưng mà bắn cũng ok nha. Tùy theo anh em cái kỹ năng anh em như thế nào. Nhưng mà 187 đối với Đê Khang thì Đê Khang bắn thì anh em khỏi nói rồi. Thì khẩu vũ trụ hủy diệt này là khẩu nâng cấp level 7. Thì mình cũng làm video này, mình khuyên anh em không biết nên lấy hay không. Thì mình khuyên anh em là nên lấy nha. Đấy, chỉ có 2.500 kim cương thôi. Anh em lấy về là có 1.000+ kim cương. Anh em nâng level 4 là khoảng 2.500. Anh em sở hữu được full chỉ số rồi anh em ạ. Hai viên nè, đặt kéo. Úi giời, bắn trúng con viên một nè. Anh em bắn liên tục cho mình nè. Đấy, bắn liên tục cho mình. Gà dạng là bắn, gà dạng là bắn. Bắn hụt cũng được luôn em ơi. Gà dạng là bắn. Đấy, gà dạng là em cứ bắn cho mình. Đấy, anh em thấy không? Bắn càng nhiều thằng địch nó càng bị áp lực anh em ạ. Tại nó nghe tiếng súng nhiều quá nó sợ anh em. Đấy, anh em bắn như thế thằng địch nó sẽ lép dế rồi anh em ạ. À. Đấy, anh em bắn như thế là thằng địch nó sẽ sợ anh em ơi. Đấy, thì khẩu 187 vũ trụ diệt thì mình khuyên anh em nên lấy nha.
đây trên nóc nhà của người nè, để mình đổi khẩu cho gôn, mình cầm phóng lựu mình bắn anh em mà. Đây, úi trời, trúng không? À, đây, mày ngồi bên đây nè, chết động chết luôn nè. Trời ơi, phải gọi là kỹ năng anh em mà. Anh em phải tận dụng từng chi tiết, từng cái nhỏ anh em mới giết được nó. Ok, em chính kêu rồi. Khẩu này 187 vũ trụ gì mà bắn sướng quá. Thì mình chưa test khẩu địa chất OOB mới anh em mà. Thì 1-2 video sau mình sẽ test khẩu địa chất cho anh em xem. Đấy, thì anh em muốn mình chơi khẩu súng nào ở OOB mới, xem anh em muốn xem sức mạnh của skin súng nào OOB mới để anh em sở hữu, thì anh em nhớ comment phía dưới cho Lê Khang nha. Mình so sánh súng và làm tất cả cái yêu cầu của anh em luôn. Yêu cầu nào mình làm được, đấy, vừa sức mình sẽ làm cho anh em luôn nha anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Em sẽ đeo nhớ like, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp em Lê Khang nha. À, đánh này lút tính xong ngáo à. Lút tính xong cái bị ngáo ngơ luôn anh em ơi. Đấy, em nhớ like, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Lê Khang nha. Để mình có thêm động lực để mình làm ra nhiều video hay, cực kỳ hay cho anh em nữa, cho anh em xem. Trời ơi trời, anh em không like đăng ký kênh Lê Khang không có động lực làm video cho anh em dễ trơn, quá là buồn đấy anh em à. Úi giời, đa, trên đây có người nè. Cái tập, trời, úi giời. Anh em thấy cái gọi dạo này cái khẩu sạc ca anh em wow, bây mới cảm giác nó bắn chậm chậm kiểu gì á. À đúng rồi, nó bị giảm tốc độ bắn mà. Quên nó chứ, sạc ca bây giờ tốc độ bắn á nha mà. Ôi ơi, mấy khẩu mà Lê Khang yêu thích toàn bị giảm sức mạnh thôi. Khó chịu thật sự luôn nha mà. Nhưng mà có nhiều bạn bảo mình so sánh khẩu sạc ca Titan với lại khẩu khẩu sạc ca thằng tình yêu đi. Thì hai khẩu đó mình cảm thấy khẩu thằng tình yêu tốc bắn cảm giác bắn ui ba thằng luôn nè trước mặt mình anh em. Khẩu thằng tình yêu thì tốc bắn anh em cảm giác thấy bắn nhanh hơn, còn khẩu sạc ca Titan thì nó bắn cảm giác thấy bắn chậm hơn nhưng mà sạc ca Titan thì nó bắn nó sẽ mạnh hơn nha. Thì khẩu thằng tình yêu nó giảm tầm xa ấy nên bắn tầm xa một tí, khẩu Titan nó sẽ mạnh hơn. Rồi, ok, quay video thôi. Đấy, đi Khang đang gình nếu mà đang nghe tiếng chim trên nóc nhà trên nhà. Chà, từ cái đã. Đây, đâu rồi. Đẩy cho mình đẩy lên từ anh em ơi, mình nhìn nè. À, từ đẩy xuống đây. Ui mấy này đâu chơi. À, đây chứ mà nè. Ui, tảng hết trơn. Nãy em thấy quơm một cục. Ui trời ơi. Thì OB này á thì 187 á giảm sức mạnh khá là nhiều nha mà. Nếu anh em không có skin nha, bắn khá là giảm sức mạnh khá là nhiều. À, số lượng một người. À, cứu hả? À, chà, đẩy tới nè. Ok, bắn nè, Saka nè. Ok, yếu nè anh em. 187 bắn. Ui giời, không chết kìa. À, hơi ảo nha. Bắn thế mà không chết đi anh em. Hai viên đặt keo. Ok, gà dạng lắc lên phải nè. Lắc ngược lại giết thằng yếu trước. Ok, nóc một nè. Còn thằng bên đây anh em mình đợi chạy ra bắn nè. Đẩy chạy ra. Ok, nóc hai luôn. Sau lưng mình còn thằng cầm sờ ca ra bắn luôn. Ok, thấy headshot. Ui trời, quá nhanh mà chả có gì là khó với Lê Khang hả? Đấy, anh em có thể xem cách Lê Khang di chuyển cái này xung quanh con bốn khá là dễ nha anh em. Anh em phải linh hoạt một tí. Còn tới 7 anh em phải di chuyển linh hoạt. Anh em di chuyển sai cũng được nhưng mà anh em phải di chuyển nha. Đừng anh em đừng có núp, anh em đừng có đứng yên một chỗ anh em bắn hoài rồi. Anh em phải di chuyển liên tục cho mình. Đấy, bắn như thế mà 187 nó mới dễ xử lý nữa mà. Đây 187 nó cần cái tốc độ để anh em gà đạn mà. Anh em phải di chuyển để anh em luồn lách để anh em gà đạn chứ. Đúng không anh em? Ok, 19 kêu rồi. Ôi, cho em map của cái 5 thằng thôi, Lê Khang cái này cố gắng lấy cái tấm 1 nha. Rồi anh em để nãy giờ bắn cái khu này thôi nữa mà. Rồi nãy giờ mới đi luôn, bắn cái khu vùng xanh từ nãy giờ luôn. Quả thật sự luôn á chứ. Ok, để mình từ đây có thằng kia bên trái nè. Ui, hai thằng luôn. Ui giời, xong rồi sau lưng mình có người luôn. Đặt keo chạy nữa mà. Chạy. Ok, nóc 1 nè. Ok, để mình gạt nè anh em. Gạt này cái đã. Ok, gạt rồi mình chạy. Úi trời ơi, chạy. Bắn chạy ơi, kéo không ra. Trời đi chết, chạy nó mới. Trời ơi, trời. Ok, mình kê góc nè. À, tao bắn nhau với team khác rồi. Tao bắn nhau team khác rồi. Trời ơi, tí chết. Thật sự phải chứ đâu hơn chứ. Ok, để mình đợi tới nha, để mình đợi chạy từ từ nha. À, chạy tới. Da, Lego mặc đồ giống Lê Khang các bạn. Ai cho mặc đồ giống Lê Khang, thằng này yếu lắm rồi nha mà. Ok, lựu đạn vô là chết. Nó một phát keo nó chạy ra thì cũng bị mình bắn chết anh em. Thì ngồi trong đó trụ chịu chết đi bạn ơi. Nhị nhẹ thì thằng ấy đặt tên gì hơi tục nha. Bạn đặt tên hơi tục nha bạn. Ok, để mình gạt thằng này luôn. Chà, 20 kill rồi nha. Đấy, tem trên map còn có 4 thằng, 3 thằng thôi anh em. Để mình gạt cái đã. À, để mình chọi cái quả lưu băng để mình tự gạt thôi. Chứ giờ mình phá keo mệt lắm, phá keo sùm lắm, mình không có đem giảm thanh nữa. Ok, từ cái đã. À, bây giờ mình còn có 2 thằng chứ. Ờ, 2 thằng. Còn thằng trong đây nó đang ngồi trong đây đang chịu chết thôi mà. Ok, chết rồi nè. Chà. Bây giờ còn 2 thằng cuối rồi, Lê Khang phải từ cái đã. Anh em phải xem Lê Khang xử lý nè. Anh em phải biết vị trí địch cái đã, anh em mới nó thấy mình nè. Ok, mình chạy qua nhà bên phải anh em ơi. Để mình tranh thủ mình chạy qua đây. Ok, chạy mình đổi vị trí. Anh em nói biết vị trí anh em nên anh em phải đổi nha. Hãy cuối bo thì anh em đừng có để lộ vị trí. Anh em phải bắn kiểu như là anh em phải hớt cận thất hiện á. Anh em phải như thế. Tại cuối bo mà anh em cần nấp chứ không phải anh em lú ra anh em bắn đâu. Ui nó bắn nhau kìa, phóng lựu kìa anh em. Rồi ok, còn một thôi. Ấy xa, 1-1 nè. Anh đi nó cầm phóng lựu, mình cầm giáp chống nổ thì sao bạn chơi lại mình. Rồi trời, bạn xem như thế nào đây chứ bạn gặp mình thì bạn chạy đi nha. 1-7 level 7 đấy bạn à. Mùa OB này tuy nó yếu nhưng mà Lê Khang bắn nó mạnh đấy chứ không phải vừa đâu. Ui trời mạnh kìa. Ui trời, bắn cái 6 bi đam này quá mạnh luôn. Chạy đâu, trời anh đi chạy kìa anh em.
gặp mình cơ. Ơi ơi rồi xong rồi, mấy bạn nào mà bắn mà chạy kiểu này là không có đường nào mà thắng được Minh Khang hết trơn. Ok, nó chạy ngược về trong nhà anh em, bên trái mình nè. Ok, mình chạy ngược vô nè, rồi đây trước mặt mình nè, bắn nè, hai viên chết luôn. Ok, quá dễ với Khang anh em ơi. Ok thì cuối video Đê Khang sẽ show cái độ nhạy của OB39 cho anh em xem Đê Khang bắn độ nhạy để xử lý content như thế nào. Ok, bên em video đến đây trận này đã kết thúc rồi. Xem video nhớ like thì quên đăng ký kênh hộ cho Đê Khang nha. Vẫn còn video nha anh em. Ok thì huyền thoại nè, 22 kill gần 10.000 sát thương luôn, quá phê luôn. Thì khẩu 187 này rất ngon và rất đáng mua nha anh em. Anh em nên sở hữu khẩu 187 vũ trụ hủy diệt của OB39 nha, bắn rất là ngon luôn. Còn quay lại cái độ nhạy của Đê Khang thì Đê Khang độ nhạy full 100 nha. Đấy, full 100 tất cả luôn. Còn độ nhạy của súng ống nhắm ấy, thì Đê Khang để không. Đây Đê Khang không bắn súng nhắm anh em mà. Đấy, ok. Thì video đã kết thúc rồi. Nên xin chào, nhớ like và quên đăng ký kênh hội WC Đê Khang. Bye anh em nha. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ.